bạn đã đến với Góc Bếp Ngoại Sinh. Hôm nay bếp xin hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc bánh kem thật là nhanh, chỉ trong một nốt nhạc, đó là hoa hướng dương với đuôi kem. Đó là mình sử dụng đuôi bắc lá. Ở đây các bạn sẽ đi đuôi kem một lượt xung quanh mặt bánh kem để làm cái cánh ngoài của hoa hướng dương, và cái lớp trong thì các bạn cũng lại tiếp tục đi thêm cái đuôi kem lá này. Và mình nhớ là đi xen kẽ lớp cánh thứ nhất, lớp cánh thứ ba, lớp cánh thứ tư cũng vậy, các bạn nhớ đi xen kẽ. Và trước khi mình đi cánh thì các bạn nhớ là tạo một cái vòng tròn ở giữa để mình chừa một lát mình sẽ làm cái nhị hoa hướng dương nha. Đối với hoa hướng dương thì mình sẽ bắt bao kem này mình sử dụng màu vàng đất, pha thêm một xíu nâu để làm cho cánh hoa nó trầm một chút xíu. Các bạn lưu ý, để tạo cho cánh hoa hướng dương nó có cái sự bồng bềnh nhẹ nhàng như tự nhiên thì cái việc quan trọng đó là cái việc đánh kem. Và cái tip mình hướng dẫn các bạn đánh kem mềm dẻo đó là các bạn có thể xem lại để mình đi cánh tự nhiên như là bếp xinh nha. Sau khi mình đã đi hết cánh hoa rồi thì bây giờ mình sẽ nghiền vụn bánh Oreo á, các bạn sẽ nghiền nhuyễn ra và mình sẽ đổ ở giữa để làm nhị hoa. Để tạo sự chân thật cho chiếc bánh kem của mình sẽ làm thêm một bịch kem pha màu nâu nhạt để mình đánh những cái nhụy hoa hướng dương. Các bạn nhớ là nhị hoa thì các bạn nên bớt cho mình, đó là ở giữa thì mình đi mỏng thôi, xung quanh cái nhị thì mình đi dày và cao lên, để trong cái sự nó có cái độ sâu của cái nhị hoa, khi các bạn nhìn từ trên nhìn xuống thì cái hoa của mình nó thêm phần cuốn hút.